xe buýt bốc cháy dữ dội, trơ khung hoàn toàn trong hầm chui An Sương. Vào lúc 6 giờ 40 phút sáng nay ngày 24 tháng 2, nhiều người dân lưu thông qua khu vực hầm chui An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một chiếc xe buýt đang bốc cháy dữ dội. Theo clip và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe buýt bị cháy ngay tại cửa hầm chui An Sương. Ngọn lửa bùng phát từ phía đầu xe, nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe và khói đen thì bốc cao nhiều mét. Vào thời điểm trên, nam tài xế lái xe buýt số 27, tuyến Bến Thành, An Sương đang chạy trên đường Trường Chinh, hướng về ngã tư Trung Chánh, quận 12. Vừa qua hầm chui 10 mét, về địa phận quốc lộ 22, tài xế thấy lửa và khói bùng lên từ đầu xe liền mở cửa tháo chạy và hô hoán. Thời điểm cháy trên xe buýt chỉ có tài xế, không có hành khách. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 điều xe chuyên dụng dập tắt đám cháy sau 20 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng xe buýt bị thiêu rụi. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm xe buýt đột ngột bốc cháy trên xe lúc này không có hành khách, chỉ có một tài xế và tiếp viên xe. Thời điểm cháy chỉ có tài xế, không có hành khách trên xe buýt. Cảnh sát giao thông cũng có mặt sau đó phong tỏa hầm chui và chờ xe chữa cháy đến dập lửa. Anh Hoàng, nhân chứng tại khu vực kể. Theo đó, bước đầu nhận định nguyên nhân của vụ cháy có thể do chập điện. Nhà chức trách quận 12 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trước đó vào tối ngày 11 tháng 9 cùng xảy ra một trường hợp tương tự. Chiếc xe buýt chạy trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy, hơn chục hành khách nháo nhào thoát ra ngoài. Ô tô buýt bị cháy chạy tuyến bến xe miền Tây, An Sương. Do tài xế Trương Văn Lực, 36 tuổi, lái từ hướng Tân Kỳ Tân Quý về quốc lộ 1A. Khi ngã ba Lê Trọng Tấn, Nguyễn Đỗ Cung, cách quốc lộ khoảng 2 km, nóc xe bất ngờ bốc lửa, kèm mùi khét khiến hơn chục hành khách hoảng loạn. Nghe khách ngồi phía sau la lớn cháy, cháy, nhìn lại tôi thấy lửa đang bùng lên. Tôi vội dừng xe và bấm mở hai cửa để mọi người chạy xuống, tài xế Lực nói và nghi do chập điện. Lửa sau đó lan ra các ghế ở giữa xe. Nhiều người dân đã mang gần 20 bình chữa cháy mini dập lửa. Gần chục cảnh sát cứu hỏa cùng xe chữa cháy quận Tân Phú cách đó khoảng 1,5 km nhanh chóng đến hiện trường, kéo vòi rồng phun nước dập tắt ngọn lửa. Hỏa hoạn khoảng 15 phút đã thiêu rụi nhiều hàng ghế, xe ám khói đen. Hành khách được nhân viên xe buýt hỗ trợ đi chuyến sau hoặc tự đón xe Grab tiếp tục hành trình.